mời tất cả các quý vị khách hàng mình cùng xem cái hình ảnh của chị Hà sau khi làm nhé cả nhà nhé. 1, 2, 3. Xuất sắc không ạ? Lúc nãy là em thấy là chị đứng soi gương ở trong nhà vệ sinh 20 phút rồi. Và bây giờ chị có thể tả lại cho em xem là cái tình trạng da của chị sau khi làm hôm nay thì chị thấy thế nào ạ? Thật sự lúc nãy chị soi gương, chị chờ em soi gương 20 phút rồi, ngắm nghía mà thích quá. Thế mà chị quay qua quay lại là chị chỉ thấy có hai cái nốt hai bên này này. À vâng. Thế mà cái lúc làm thì chị không hề là có cái cảm giác là có dao kéo gì trên mặt cả. Không hiểu là bác sĩ làm kiểu gì mà giỏi thế. Đấy bây giờ chị chỉ thấy mặt thì nó hơi căng 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 thôi. Da nó hơi căng một chút đúng không ạ? Vâng. Thì cái gói căng chỉ này thì bác sĩ bên em sẽ nghĩa là dùng cái thủ thuật nhỏ thôi để mình đưa các sợi chỉ vào và nó chỉ có duy nhất hai cái vết này thôi. Đó, ngoài ra là chị không có một vết nào hết và hiện tại thì em thấy là da của chị rất là đẹp luôn. Trước khi làm ấy thì cái da của chị thứ nhất là nó bị sệ này, cái rãnh râu rồng này, cái khóe mũi khóe miệng của chị nó bị sâu hơn. Cái góc vi này của chị nó bị sệ ấy chị, thế nên là thành ra nó không có được vi line cái săn chắc như này. Bây giờ chị thấy không? Cái làn da của chị hai cái góc vi này của chị rất là đẹp. Đó. Thứ hai nữa là nó hết hẳn những cái khóe sệ ở hai cái rãnh mũi khóe miệng. Thứ ba nữa là cái phần mắt của chị nó cũng đỡ nhăn hơn hẳn rồi này. Mắt với trán là đỡ hơn. Thế nhưng mà nhá, sau khoảng một tuần nữa thì chị thấy là cái phần mắt phần trán nó còn căng lên còn đẹp hơn nữa. Đấy mà cái lúc mà mới vào thì bác sĩ bảo là làm thế này là sẽ lần đầu tiên ý là nó lên được 30%. Dạ. Thế nhưng mà nó đùa chứ bác sĩ như là lừa chị. Thế là như nào chị? Chị cảm giác là phải lên được 50%. À, 30. Đúng thật mà, sự là nhìn khác hẳn luôn. Vâng, thì thông thường là các bác sĩ bên em thì thường sẽ nói thấp hơn một chút so với cái viêm cá, những thứ bác có thể làm được để cho chị khi mà chị làm xong chị thấy là ưng như thế này. Ngày mai chị có việc ấy. Dạ. Thì chị hỏi là chị có trang điểm được không? À vâng, ngày mai chị có việc thì chị vẫn trang điểm được bình thường chị nhá. À, mình có thể vẫn trang điểm, thoa kem dưỡng rồi thoa trang điểm rồi dùng kem chống nắng các thứ bình thường. Nói chung là không có gì thay đổi so với ngày thường của chị nhiều lắm đâu. À, vâng, chị vẫn make bình thường nhá chị nhá, không có ảnh hưởng gì cả. Yên thì tâm. Tốt quá. Mega Fiber là thành quả sau hơn 10 năm nghiên cứu của tập đoàn y tế Mega Hàn Quốc, chính thức chuyển giao độc quyền cho phòng khám quốc tế Mega Gangnam năm 2021. Mega Fiber sẽ mở ra kỷ nguyên mới của làm đẹp phi phẫu thuật. Chúng tôi rất hân hạnh là đơn vị đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào chăm sóc sắc đẹp. Mega Fiber sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để xác định tỷ lệ AI Perfect Face, bao gồm các chỉ số như độ lõm, hóp thái dương, tỷ lệ má xương hàm, tình trạng thoái hóa collagen và elastin, mật độ lipid, thể tích da, mức độ thoát hơi nước qua da, tốc độ sản sinh melanin, các tổn thương sâu trong da và các khối u, cục nếu có. Dựa vào thông tin thu thập được từ khách hàng, thuật toán AI Perfect Face sẽ kết hợp cùng cơ sở dữ liệu của hơn 1 triệu khách hàng trên toàn cầu để phân tích và lập trình một phác đồ điều trị chuyên biệt, đồng thời trả về hình ảnh mô phỏng gương mặt độc bản, chính là kết quả sau khi điều trị của từng khách hàng. Mega Fiber là công nghệ đầu tiên ứng dụng chiết tách collagen tự thân nhân bản có tác dụng lấp đầy các vùng trũng, hóp, định hình gương mặt hài hòa, cải thiện cuồng thâm mắt hiệu quả, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong. Sợi siêu vi Mega Fiber với thành phần gồm collagen và nicotinamide mononucleotide. Nhờ thành phần này mà sợi siêu vi Mega Fiber cùng lúc đạt được hai mục tiêu: siết cơ chảy xệ, kéo căng da trùng nhão, giảm mỡ má, tạo đường viền hàm sắc nét, đồng thời hồi sinh các tế bào ADN hư tổn giúp tái tạo toàn bộ cấu trúc da. Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, Mega Fiber đã ngay lập tức tạo ra tiếng vang lớn trong ngành thẩm mỹ, được đánh giá là công nghệ tiên phong trong thời đại 4.0. Vinh dự nhận được bằng khen và chứng nhận của các tổ chức uy tín thế giới. Với đội ngũ điều hành và chuyên gia bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Hàn Quốc, hệ thống máy móc hiện đại, cơ sở vật chất sang trọng bậc nhất, Mega Gangnam xứng đáng là địa chỉ làm đẹp tin cậy của phụ nữ Việt. Để tránh nhầm lẫn, quý khách hàng lưu ý, hệ thống cơ sở của Mega Gangnam tại Việt Nam: tòa nhà Mega Gangnam 454 xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội; tòa nhà Mega Gangnam 29 Nguyễn Các Nhu, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; tòa nhà Mega Gangnam 68 đường mùng 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; và tầng 2 khách sạn 5 sao Mường Thanh Luxury Sông Hàn, 115 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng.